Con thưa sư, con có nghe một vị sư nói rằng muốn thấy Đức Phật không khó, cứ tu tập giữ giới khi chết tái sanh vào cõi chư thiên. Lúc đó muốn thấy Đức Phật thì những vị chư thiên đó sẽ dùng thần thông cho mình thấy được hình ảnh của Đức Phật trong quá khứ. Nói như vậy có đúng không, kính thưa sư? Giải thích cho con được hiểu ạ, vì có nhiều người thắc mắc đúng con ạ. Một cái vị mà có túc mạng trí, vị ấy có thể nhớ được những kiếp sống quá khứ của mình, thì có những kiếp vị ấy mà đã từng gặp Phật rồi thì vị đó sẽ thấy được Đức Phật ở trong kiếp quá khứ. Nếu như mình đã từng được nghe pháp, từng được tu tập hay là từng được đảnh lễ Phật, thì vị đó vẫn có thể nhớ lại được hình ảnh Đức Phật. Thì cái chuyện mà nhớ lại được hình ảnh Đức Phật thì không khó, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Hay là một người có thiên nhãn để thấy các cái Đức Phật, nhưng đa số thấy bằng túc mạng trí. Có người, những người thực hành thiền tuệ quán, người ta nhớ về những kiếp sống quá khứ của mình, người ta đều có thể nhớ lại được những kiếp mình đã từng gặp Phật. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Còn một vị mà sinh lên cõi trời thì cái vị đấy có cái cơ hội để được gặp Phật cao. Như là bây giờ một cái người nào mà sinh về một cái cõi trời rồi, vị đấy nguyện là sẽ được gặp một vị Phật tương lai, giống như là Phật Di Lặc, Mét Thế Giá sẽ xuất hiện ở tương lai, thì điều đó có thể xảy ra. Nếu như mà vị đấy sinh về cái cõi trời, giả dụ như cõi trời Tusita, thì vị đấy phát nguyện là khi nào Đức Phật ra đời con sẽ được gặp Phật, nghe pháp và chứng ngộ Niết Bàn, thì điều đó có thể xảy ra. Điều đó có thể sẽ gặp được Phật ở trong tương lai, và được nghe pháp và chứng đắc Niết Bàn. Đấy là cái cơ hội cao nhất. Chứ còn một vị khác dùng thần thông cho mình thấy Phật quá khứ thì được cái gì, được lợi ích gì? Mình nhìn hình ảnh này mình suy ra Đức Phật ấy, tượng Phật, tranh Phật đầy này, thấy bằng tượng bằng tranh thì cũng thế. Mà người ta dùng thần thông để cho mình thấy hình ảnh Đức Phật quá khứ thì cũng như mình nhìn tranh tượng đây, chứ có khác gì đâu. Nên cái điều đó không nên bận tâm, không nên quan trọng. Mà quan trọng là mình muốn gặp Phật thì nguyện sinh về cõi chư thiên rồi chờ Đức Phật ra đời mà gặp, thì cái điều đó nó thiết thực hơn, nó lợi lạc hơn, và mình có cơ hội chứng Niết Bàn cao hơn.